ngước lên trên thử đi. Khủng chưa? Trời ơi, quá trời là khủng khiếp. Quá trời là khủng khiếp. Khủng khiếp thiệt. Cái này là choáng ngợp, không thể dùng từ ngữ nào mà diễn tả được. Biết dòng này là dòng gì không? Biết Dendro, không biết tên gì hết. Chán chưa? Một cái dòng lan mà phải nói là mang cái tên gọi rất là... Thịnh vượng hả? Thịnh vượng, cũng có thịnh vượng luôn. Cũng có tiền tài nhiều lắm. Thấy cánh hoa của nó đẹp không? Ừ, em này có tên là Đồng Tiền Hồng. Mà biết sao không? Trang cứ nghĩ là ở nhà mình có chậu là nó bự rồi đúng không? Vòi hoa dài rồi đúng không? Nhưng mà tới đây thì thôi rồi, tất cả các mọi cái thì đều bị dập tắt bởi cái chậu Dendro Đồng Tiền Hồng siêu vòi nụ này. Thấy, mới cảm nhận, mới nhìn vô chậu đúng này rồi. Thì thấy thế nào? Ý là mình không có từ ngữ nào để diễn tả luôn, nó quá là đồ sộ. Đúng rồi. Quá là nhiều hoa. Nói chung là không diễn tả được. Nếu mà tưởng tượng có một chậu này trong vườn thôi, chắc nhiều người tới xin để chụp ảnh lắm luôn. Chứ sao nữa, là mình thu phí đúng không? Ừ. Mà thấy không, cái Đồng Tiền Hồng này vòi, trời ơi, cái này luôn ha. Bình thường là tôi chia sẻ là vòi hoa dài khoảng tầm từ 60 đến 70 là cao đúng không? Nhưng mà khi nhìn lên chậu này, mình so cái này đi, nhìn cái cần này nè, bình hoa nách lá nè, 2, 4, 6, 8, 10, cho 10 hơn, cho là 1 hơn mét 100, đi. Trời ơi, làm đâu ra mà có cái chậu hoa đồ sộ như thế này. Đồ sộ mà cao hơn chiều cao của tôi luôn. Chứ sao nữa, màu hoa tươi đúng không? Với lại thấy cái cây này có gì đặc biệt không? Để xem nha. Ừ. Tạm thời chưa nhìn ra. Chưa thấy hả? Ừ. Rồi đi qua đây đi, tôi cho bà coi sự khác biệt này. Đây, Dendro Đồng Tiền Hồng, bình thường mình chia sẻ là anh chị hay thấy là cái này đúng không? Nhưng được cái Dendro Đồng Tiền Hồng ở đây nó còn biến thiên cái mặt hoa nữa. Đây nè, cánh hoa màu hồng không thôi. Nhưng mà em ấy vẫn giữ được cái nét là cánh hoa tròn căng và gọi như là cong vút lên. Nên là khi mà anh chị mà giống như một số khách hàng hay hỏi á, hay lên trang của mình kêu là chứ ủa sao Đồng Tiền Hồng của mình không có giống như mình quảng cáo. Nhưng mà không, tại vì hoa nó biến thiên này tùy vào chế độ dinh dưỡng này, hoặc là cái cây á, nhiều thân á, nó sẽ đột biến ra cái mặt hoa như thế này. Nhưng mà tóm đi tóm lại, màu hoa nào cũng vậy, màu tím không hoặc là màu trắng xen tím thì nó cũng mang là nét của Đồng Tiền Hồng. Rồi màu cái gì gọi như là bông hoa nhiều, rồi cánh hoa cũng y chang đúng không? Cái này nó thuộc Dendro thì nó cũng ra hoa quanh năm đúng không? Tất nhiên rồi, dòng này ra hoa quanh năm. Mà không những thế, dòng Đồng Tiền Hồng là một trong những dòng lan được lựa chọn là ra hoa quanh năm là điều đương nhiên rồi nè. Nhưng mà mật độ bông hoa mỗi lần ra, ví dụ như trên thân này đi nè, một thân ra 4 vòi hoa đúng không? Rồi thân bên này cũng vậy, một thân ra 4 vòi hoa. Chưa kể thân bên này nè, một thân ra 6 vòi hoa. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà vòi hoa rất là to nữa. Ừ, vòi hoa gấp đôi cái vòi hoa nhà mình đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, cái thân cũng vậy đi. Bình thường mình chỉ biết là Siam lá mít thôi đúng không? Ừ. Đồng Tiền Hồng cũng lá mít nè, nhìn bản lá đi. Trời ơi, bên này. Đây, trời ơi, lá này không gọi lá mít lá gì. Cái này mà không có hoa mình ngắm lá cũng đẹp nữa, cũng chưa đã luôn á. Thân nè, trời ơi, thân như cây mía đúng không? Thân thủ to, trời ơi, ngón tay cái không là gì luôn. Trời ơi, không biết cái chậu này mấy năm rồi ta. Cũng không biết nữa, để chắc, hỏi. Chắc tầm 2-3 năm nhờ. Hay mình đi hỏi đi. Trời ơi, ví dụ như nhà mình trồng ha, cái cây bên mình có là khoảng tầm 1 năm thôi là vòi hoa đã lực lưỡng như bữa trước rồi. Còn bây giờ trời ơi, nói gì được giờ. Thôi anh không chị ơi, bây giờ mọi người cho em một từ nhận xét đi cả nhà. Em ấy gọi như là điểm mấy trong thang 10? Cái này chắc phải lên thang 100 mới được đúng không cả nhà? Nó quá rực rỡ đi, vừa vòi dài vừa màu sắc rực rỡ. Và đặc biệt là anh chị ơi, một cái dòng thân thủ to đồ sộ như thế này, có đáng để sưu tầm không cả nhà? Nếu như anh chị cảm thấy thích cái em Đồng Tiền Hồng này thì hãy thả tim, thả like và chia sẻ giùm em cái clip này nha mọi người, để lan tỏa cái vẻ đẹp của em này. Và đặc biệt làm động lực dành cho tất cả các anh chị nào đang đam mê hoặc là đang trồng Dendro Đồng Tiền Hồng.